Con người ta sống trong cái cõi đời này quý vị ơi, mình cái gì mình buông chót lọt đối với Phật pháp thì tốt. Nhưng mà quý vị có bản lãnh đó không? Quý vị có tính trước cái chuyện mà dù quý vị có lên bờ xuống ruộng, dù quý vị có khổ cỡ nào quý vị vẫn vui không? Quý vị có khả năng đó không? Nếu quý vị có khả năng thì quý vị cứ xả hết đi, không có sao chứ. Còn quý vị chưa đủ khả năng đó thì quý vị chừa lại một phần cho bản thân mình, để mình có lỡ chuyện gì thì còn đường của mình để mà tiếp tục tu. Cái này là khôn. Sống cõi đời này phải vậy đó nghe. Chứ không phải là tôi làm cái chuyện lớn lao gì mà tôi kêu quý vị xả chân gì tôi đâu. Tôi không có chịu cái chuyện mà nghe cái chuyện bán đất bán nhà mà đem giao đâu, trời ơi trời. Từ khi là bà già này bà có một cái nhà mà bà không có ai ở, bà ở nhà bà tu có được gì chứ, thì cái chuyện đó bà làm cái chuyện của bà. Thì bà gần chết rồi bà xả sạch bà vô chùa là cũng đúng đi. Còn cái chuyện mà mình còn khỏe bốn mấy năm mươi tuổi, có khi mình đi thì sao đấy, hiểu không? Cái này nguy hiểm lắm. Lúc mà gặp nhau nói chuyện thì thầy con đồ ngon dữ lắm, nhưng mà lúc hết tiền rồi có khi dở mặt nhau. Có không quý vị? Có đó chứ không phải không có đâu, cả tu cũng có nữa đó. Trời tiền nó có tiền là nó sáng mắt, nhưng mà hết tiền là nó nhắm mắt. Quý vị nói ai cũng mở mắt với quý vị khi không có tiền hết trời. Ôi ôi quý vị biết rằng trong cái cuộc đời này mà nói cái chuyện đâu phải là mình nói là người nào cũng là quý vị không có tiền đến cũng vui vẻ gặp quý vị chào hỏi, không có đâu. Có những khi tu ngày đời thì không nói gì đi, đời là mình mà thất thế xa cơ có khi người ta không ngó ngàng đến mình. Mà cả đạo đây nè, cả trong đạo, cả trong chùa nè, đôi khi bị đương thời bị cúng dường cho người ta là quý vị con. Nhưng mà vì khi hết tiền rồi có khi bị tránh xa ra đó. Mà xa rồi lúc đó bị tức lắm. Tại sao nhiều vị hộ pháp mà tức muốn ói máu chết? Tại vì cái lúc bình thường có tiền ông thầy này ông ngọt quá trời ngọt với mình, mà mình moi ra sạch nhách hết trơn. Cuối cùng mình hết tiền, ông có Phật tử mới, là tiền bạc nhiều, cuối cùng ông thăng Phật tử mới, ông quên mình, ông để mình phía sau, tức quá. Nhưng cái nguyên lý này cũng đừng tức làm gì. Cái chuyện Phật sự của người ta, ai cúng dường thì người ta ưu ái một chút để mà người ta làm Phật sự của người ta. Còn khi mà mình hết tiền cúng dường rồi thì mình lo tu đi, mà mình tức cái gì? Đó là mình chạy theo hình tướng đó mình tức. Còn nếu như mình tu thì tức cái gì cúng rồi thôi, quên thì có bị chuyện gì đâu, đúng không? Cái này như Đức nhắc quý vị nghe quý vị, đừng có nói người ta vô tình vô nghĩa, mặc kệ đi, đừng có quan trọng điều đó làm chi. Đã cúng cho Tam Bảo rồi thì quên đi, quên. Đừng có kể tùm lum, kể làm gì. Đi đến chùa cúng dường được chút đỉnh, đi ngồi góc này góc nọ kể tá lả âm binh. Cái hôm tôi vô chùa tôi cúng vô đây ở mới đơn giản thôi, cúng chứ đâu vô chùa có cái phòng ở cúng. Cái đó là mình muốn, mà mình muốn thì mình làm, nói chi dòng gió làm chi. Thí dụ như bên chùa mới bên hòa thượng cũng phương tiện, một số người miền ngoài đồ này kia nước ngoài đồ người ta cũng khó khăn, không phải người ta cũng có điều kiện mà người ta sống là người ta hạ xuống dữ lắm rồi. Nhưng mà người ta về chùa thì người ta muốn có một cái phòng người ta ở, bên chùa mới thì nó rộng quá, bên chùa mới nó quá rộng nên nguyên một cái dãy ở dưới. Hòa thượng nói là có những người người ta như nước ngoài đồ này kia hay điều kiện người ta đến đó người ta ở, cái phòng gửi lại cho hòa thượng sao để hòa thượng tiếp tục xây chùa, cũng xây để nuôi người ta chứ gì. Cái này là phương tiện đó quý vị, cho những người người ta hạ xuống một cấp mà người ta vẫn còn sống được. Có những người người ta sống cuộc sống phong phú quá, ta vô chùa mà ta sống luôn cái tập thể chung, ta sống luôn sống được quý vị. Thì muốn độ một số người đó mà hòa thượng làm gì? Nên khi mà gọi là mình như vậy tuyệt đối mình có nói dòng do tam quát. Hòa thượng đó là ông cũng lớn tuổi, ông có lấy tiền ông ăn đi ăn chơi đâu mà mình nói ông lấy tiền đi xây chùa để nuôi người ta mà, hiểu không? Cái này là rõ ràng, hòa thượng 82 tuổi rồi, này là rất rõ ràng. Nên nguyên dãy ở dưới đó phòng ốc đó, ví dụ như mình mà mình thích mình đến đó mình ở, mình gặp hòa thượng chuyện đó không rõ ràng vô cùng không, mình xong rồi mình không có nói dòng do chứ, hiểu không? Không, nhưng mà cái chuyện mà nói mà trong chùa đó cũng là phương tiện nha quý vị. Bên hộ pháp mình đặc biệt nhất là nó không có cái gì mấy cái này, tại nó nhỏ quá, có chỗ đâu ở mà có, hiểu không? Đó nên á, mình đi tu á có nhiều việc mình phải học lắm đó quý vị. Ô ô hiểu chưa? Ô có nhiều chuyện học lắm á. Đừng có nói chuyện giận chơ, đừng có nói mà đi vô tới chùa là tứ đại giai không, chưa không đâu. Đừng có nói chuyện giận chơ không hả? Nó rồi thêm cái nữa, đi đến chùa nghĩ là kết duyên với quý thầy là ngon, kết duyên tá lả âm binh chưa chắc ngon đâu. Ồ đừng có nói chuyện giận chơ, kết duyên cho nhiều đi rồi hết tu
đụng đâu cũng kết duyên, đụng đâu cũng đưa số điện thoại đi, rồi nửa đêm nửa hôm nó cũng gọi đó cho mà tu. Nó nhắn tin, nó năn nỉ hoài, chịu không nổi. Mấy bà là thường nhẹ dạ, không có quyết đoán, nên mấy bà mà quen cho nhiều, biết cho nhiều đi rồi mấy bà sẽ khó tu à. Không có điện thoại hoài, thấy tội nghiệp quá. Mình là người nữ mà, thấy người đàn ông mà đi tu thấy tội nghiệp, cứ là nài nỉ. Mà gặp mà người nài nỉ là chánh liền. Người đàn ông là không có nài nỉ, nài nỉ là không chơi, hiểu chưa? Người ta nói người đàn ông mà thà đổ máu chứ không rơi lệ mà. Thì nghĩ đi, người ta là đàn ông là tuyệt đối không có như vậy. Việc làm là tùy duyên, nó chứ làm sao mà vì cá nhân cuộc sống của mình mà đi nài nỉ người ta. Người đã là như vậy là không chơi, chơi người như vậy là không nên. Đó chỉ cho mà biết mấy bà. Đúng không? Nó nên những đức cứ nhắc hoài, nên mấy cô Phật tử về chùa mình đặc biệt hiểu hết trơn rồi. Nên những đức cứ nhắc hoài thấy không? Mình tuyệt đối không có mua cái chuyện mà đồ đạc mà cá nhân cho mấy ông thầy xài nghe chưa. Cúng dường tiền thì cúng, xong quên đi. Đừng có mua đồ cá nhân cho mấy ông. Mấy ông muốn mua gì ông mua kệ mấy ông. Có bạn có thôi, chuyện của mấy ông. Cúng dường là xong rồi, mua đồ làm chi cho người ta. Mình là người phụ nữ, mình đi mua đồ cho đàn ông là có không có được rồi đó. Hiểu không? Cái chuyện đó mà nói là quý thương lo lắng là sai. Chỉ có lo cho chồng mình thôi, con mình thôi, chứ không có lo cho cái người đàn ông khác. Lo là thành quen cái tật, rồi cứ lo hoài. Hiểu chưa? Quen tật chứ gì. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ nói gì dễ hiểu nè quý vị. Bây giờ nếu như quý vị mua cho những đứa cái quần đùi, vì đem lại vì cái đá, cầm cái quần đùi, vì đem ra này, thầy cái quần này thầy bạn chắc vừa. Vì thấy giữa cái tình cảm giữa mình với người Phật tử này chưa, là thấy nó quá thăng rồi đó. Em thí dụ như bây giờ nếu mà chỉ có hai người mình bận vô liền tại chỗ đó, bị coi phải giống vợ chồng không? Phải không? Nó đã quá thăng rồi còn gì, nó mới đi đến cái mức vậy. Nên cái chuyện đó là đi đến cái thăng vậy đó, còn cái thăng vậy nó đi đến phiền phức đó. Đừng có nói là không có nghe, nó có đó. Nó có mà lo giết rồi nó đến mức khác luôn đó. Nó đừng có nói cái chuyện dẫn chơi nghe chứ quý vị. Nên mình là người phụ nữ mà đã có gia đình rồi, mình đi đến chùa học đạo là mục tiêu học đạo, chứ không phải đi đến đây để gánh vác. Tầm bậy, chùa người ta gánh vác. Còn mình là người Phật tử đến chùa để tu đạo, nghe đạo, để cầu giải thoát, chứ không phải đi đến đây gánh vác. Không phải là đi về chùa mà đi gánh vác. Tầm bậy, cái chuyện nhà mình còn chưa gánh xong, đi gánh chùa. Có nhiều bà là xách giỏ đi suốt luôn mà đi gánh. Nhà mình thì tùm lum tùm la chuyện không giải quyết vấn đề xong, mà mình đi lại chùa chiền đồ này kia, nào là cái này cái nọ, thầy càng cái gì thầy sao. Cái đó là cái thấy tào lao rồi đó, thấy không đúng rồi đó. Quý vị thấy không, những đức đâu có kêu quý vị làm gì, đó là làm gánh nặng cái quý vị. Những đức gửi quý vị về tu thôi, rồi mình về mình áp dụng trong cái gia đình của mình. Nên tất cả Phật tử mà biết Phật pháp lâu, đi chùa nhiều để kinh nghiệm lại coi bản thân mình đi chùa làm sao, xem lại mình đi chùa làm sao, hiểu chưa? Này là người ta là đồng loại, người ta kinh nghiệm lắm, hiểu chưa? Nên thí dụ như cọp đi trong đàn cọp, mình sẽ biết cọp nó như thế nào, nó không? Mèo đi trong đàn mèo sẽ biết mèo như thế nào, xuất gia đi trong đoàn ngũ xuất gia sẽ biết xuất gia như thế nào, hiểu không? Đó. Nên nói cho quý vị nghe, để trong cái thời cuộc này học Phật đừng có mắc tính tâm giai chứ. Chúng ta chọn đạo pháp, đạo pháp là sự tồn tại mà gần 3.000 năm nay mà vẫn tồn tại, thì cái điều này mình thấy đạo pháp là tuyệt. Nhưng cái người hoằng đạo thì người này người kia khác nhau, hiểu chưa? Chứ đâu phải là ai cũng như ai. Nên chúng ta không có được mắc tính tâm giai, tại vì ai cũng là đang phạm phu. Thì có đúng có sai là chuyện bình thường đó, hiểu không? Góc độ tư duy mỗi người khác nhau, nên từ nơi đó mà việc làm của họ cũng khác nhau. Chỉ có cái sự trí tuệ của Phật Thích Ca Mâu Ni mới là sự trí tuệ giải thoát viên mãn, đó mới là chắc chắn 100%. Còn những người chúng ta đời sau này, bây giờ nói ngon, mai mốt thì sao ai biết được, đúng không? Chúng ta chỉ nhìn cái hiện tại được là được, còn sau này không được tính theo học được. Không có cần mắc tính tâm với ai chứ, nghe chưa? Nó chứ đừng có nói mà ngưỡng mộ, thích, quý, trọng, đội trên đầu. Còn lỡ người ta cái gì một cái mình rớt từ trên núi cao rớt xuống, tôi thất vọng quá rồi, tôi buồn quá rồi, tôi nghĩ tu luôn rồi,
Có đó chứ không phải không có đâu nghe quý vị. Ồ, thất vọng quý thầy mà nghỉ tu bỏ đạo đó, thầm bay quá. Toàn là phàm phu tục tử không mà thất vọng cái gì. Đạo pháp là trí tuệ, học đạo phải có trí tuệ vậy đó. Tôi nói trước cho nghe, thấy không? Nó thêm cái nữa, cái gì mà nó nổi bật rồi là thế nào cũng có tiếng tai. Lúc mà nó không có nổi bật gì chứ không có ai đi đi gọi là điếm xỉa tới đâu. Nhưng mà nó nổi bật là điếm xỉa rồi đó. Canh mình từng chút đó. Nên đó, cái đặc biệt của mình đó, là khi có tiếng tâm một chút đó, phơ bài đó, có cái xấu đó. Nói thờ cái thằng đó mà mày chăm chích nó chỉ cho nó mệt thêm. Tao thấy nó tao lao quá trời nhiều chăm chích gì tao khỏi nói thì nói nó mất công thêm. Nam mô. Giống như mày nhào đầu vô thằng đó mất công mày mẻ đầu được cái gì. Còn nếu như mà mình nói mình ngon, mình cái thầy kia ngon là nói đi kiếm đó. Kiếm chuyện nó phanh phôi đó. Như những đức vị thấy ông lên nói chuyện đâu. Nhiều cái khuyết lắm. Những đức nói có nhiều câu khuyết lắm. Để làm chi à? Khuyết rồi nói cũng bằng không. Hiểu chưa? Khuyết rồi nói cũng bằng không. Nó giống như mù không sợ ma. Ừ đó mày nói vòng vo chi nó cho nó mệt thêm phải không? À, nên từ đó quý vị đừng có nói mình tu ngon vậy chứ nha. Ví dụ như mình nghe đạo mình tu đi, mình đi đến chùa mình tu vậy đó. Mà dưới chờ mình sớm rồi này kia rồi mình sống bình thường chung 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 vậy đó. Nà, lâu mà ví dụ như chồng con gì mình quát vài tiếng là tu mà tu vậy đó. Nó khỏi nhìn ngó nữa quý vị. Còn mình im thì mình ngon lành nó kiếm chuyện với mình đó. Nó kiếm chỗ nào mình phiết nó lôi ra. Nà, nên từ nơi đó ví dụ như có những người đi nó không tu nó chích mình những câu mình thấy tức dễ tức lắm nè. Chích câu gì nè. Đi chùa mà sao vậy vậy? Nhà tôi đâu có đi chùa đâu. Đến đây đâu có đi chùa đâu. Nên sao cũng được. Còn đi chùa mà tôi thấy từng nào cũng đi á mà. Từng nào cũng đi mà sao vậy vậy? À, đi học với thầy mà nó ngon lắm mà. Vậy tàu lao. Cái đầu mình tức á nghe. Mình tức á. Ê. Nói tôi gì cũng được nghe. Nói với thầy tôi nghe. Nói với Phật nghe. Không được nghe. Mình thấy mình dễ bị kích rồi đó, thấy chưa? Nó nói gì nó nói kệ nó. Nó thầy mỏ nhọn cũng được nữa. Kệ nó muốn nói vậy nó nói. Mình đừng có bận tâm tới chi cho nó mệt. Nói ai nó nói. Vô ông thầy với nó có nghiệp duyên. Tuy là nó chưa từng thấy ổng nhưng mà có nghiệp. Hiểu chưa? Có nghiệp. Thì mình bận tâm chi vậy. Nên mình không có bị kích động được. Người mình tu sống trong cuộc đời này mà cái cuộc đời mà gọi là nhiều thị phi. Mình đi bị kích động thị phi chi ạ? Con người mà làm việc lớn, con người mà tu hành mà dễ bị thị phi kích động lại bị thất bại. Thị phi là một cái phương tiện để mà cho chúng ta nhận thức cái đúng cái sai. Có thị phi cũng tốt. Vì thị phi nó mở rộng ra nguyên một màn lưới để cho chúng ta biết được cái câu nào được, câu nào không được. Nó để chúng ta chọn lựa. Mình cảm ơn họ đem thị phi cho nhiều càng tốt, để xem qua cái tâm tu của người mình có dễ bị kích động hay không. À hay. Này hay nè. Hay không? Quý vị coi mình đó, mình niệm Phật không à. Họ đi ngồi họ nhìn mình. Họ nhìn mình họ kiếm thị phi nói cho mình nghe. Mình cảm ơn họ nói cảm ơn chị. Chị đã bỏ công vì em quá nhiều. Tao bỏ công vì mày cái gì? Chị nhìn ngó em rất là nhiều. Nhờ chị đã giúp cho em rất là nhiều thứ á chị à. Chị đã nhìn ngó được em, chị nói em cái này cái kia. Nên từ nơi đó mà em mới sửa đổi được. Em cảm ơn chị. Tao tức lắm mày đừng có nói kiểu này. Chị cứ tức đi. Em vẫn là biết ơn chị. Vì chị tức em sẽ học theo chị là không bao giờ tức. Tại khi em thấy chị tức chị xấu quá. Nói những câu đó chịu không nổi đâu quý vị ơi. Không chịu nổi đâu. Không phải đơn giản đâu nghe quý vị. Những câu nói nó kích còn ác hơn nữa. Đúng không? Nó nên từ nơi đó thị phi á, là đang giúp mình đó. Chứ mình đừng có nói mà bị kích động. Vậy cái gì nó nói tao gì? Dụ như mình đi tu rồi này kia. Mình có danh có tiếng chút đi. Ai nói tới mình gì? Nói tao gì? Kêu lên tao biết coi. Mình dại quá. Ai mà lỡ nói mình này kia mà không phải người đó tự họ nói mà qua trung gian người khác nói mà lỡ nói cho mình nghe, mình họ nói nè, thôi em ơi em, thôi anh ơi, thôi chị ơi. Họ nói mà họ nói sau lưng
đó là họ nói vui mà. Buồn buồn cái miệng không niệm Phật, nói vui thôi. Chứ nếu mà nói thật thì lỡ nói thẳng rồi, lúc đó trả lời cho nghe. Còn bây giờ là nói vui thôi, cho qua đi nghe. Mai mốt có những chuyện gì đừng có nói nữa nghe. Rồi dẹp hết trơn, dẹp sạch luôn rồi đó quý vị. Nó còn mình dạy, mình dạy mình kêu lỡ đi nói rồi là kêu nó biểu ra, tức quá, tức lắm rồi. Nó mình dạy không, tự nhiên tức tào lao. Qua trung gian người ta, thật sự mà nói cái chữ đực qua trung gian của mấy đứa nó nói bd rồi. Chứ đừng nó có một chữ đực thôi, vậy mà qua trung gian mấy đứa nó thành câu bd rồi. Chứ không chi là một đoạn văn, một câu chuyện. Trời ơi, khi người này kể, người kia kể là nó kể khác rồi. Mình nên bình, đừng có bao giờ bị kích động chi. Mình là người niệm Phật mà. Thông minh chút đi. Nghe những chỗ này mới là tuyệt chiêu nè. Đơn giản. Tuyệt chiêu. Hiểu không? Nó nên mỗi một con người mình đi về chùa vì thấy lợi ích chưa? Mỗi buổi giảng đều có cái hay mà. Cái buổi giảng hồi sáng á, buổi giảng nó không đơn giản đâu. Cái buổi giảng đó là những đức nói cho các cô nghe nè. Cái sự mà lãnh nhận của các cô, cái chuyến đi hồi sáng là những đức nói. Xứng đáng một cái buổi ngồi. Giống như mình tiếp nhận được một bí kíp võ lâm mà từ lâu bị ẵn nhẹm. Bây giờ mới khai phát cái bí kíp này. Không đơn giản đâu nghe. Về nghe lại buổi đó. Lúc đó mình mới luyện cái môn võ công mà. Hiểu chưa? Nên từ nó nó nên mấy bà không có chồng thì tôi, mà mấy bà có chồng là đúng đó là bí kíp võ lâm. Không có giỡn đâu nghe. Nên bây giờ sáng nhiều cô mà cười đến nỗi đỏ mặt luôn mà. Cười đỏ mặt hết chứ. Nhưng mà thích. Mắc cỡ mà phái. Phái nghe vậy đó. Ngộ lắm. Ông U mình là phái nghe vậy đó quý vị. Nghe làm sao mà trực chỉ bồ đề, minh tâm kiến tánh. Hiểu chưa? Nên nó nghe vậy là thích đó. Đó nên quý vị biết rằng đi về chùa mình là cái cách hướng dẫn như đức là nó tự nhiên luôn. Tự nhiên sanh pháp nên nó đa dạng phong phú. Còn nếu như những đức ghi chép sẵn là nó chết cứng liền á. Nên những đức lên là đâu có soạn bài xong gì đâu, là lên là sẹt sẹt. Nên nó nhiều cái bất tử quý vị thấy. Đừng bao giờ nói là những văn tự quen nghe. Coi chừng bỏ qua bất tử một câu bí kíp đấy. Không có giỡn đâu, bất tử như đứa nói những câu bí kíp võ lâm lắm á. Có khi nghe bao nhiêu ngày tháng mà tới câu bí kíp mà bỏ qua. Nguy hiểm lắm, tại vì cái ngày lễ là đông người quá. Nên quá đông người nên cái sự mà phát triển gì văn tự mà từ tự tánh nó hiển lộ bất tử lắm. Nên nhất là những cái ngày lễ á. Ngày lễ là có những câu dữ dằn bất tử lắm. Nên từ nơi đó mà đừng nói lễ lọc đông đúc. Nào là đi làm cái gì coi chừng bỏ mấy câu nguy hiểm. Cái gì ở đâu. Nên mà ngày lễ á, là cái ngày mà duyên phước mình nó về. Là vì sao phải không? Tất cả quý vị đông quá. Tại sao cái ngày ít mà mình ngồi trong mình nghe mà ngày đông mình không ngồi? Thôi cái này là cái nguy hiểm. Không, cái này là cái thất bại dữ lắm chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nên mấy thầy mấy chú mà đi quay phim á, giúp giùm nè. Mấy cái cạnh phía sau á, mấy cái cạnh phía sau cái mặt tiền này thì dữ lắm rồi. Cái mặt tiền này là mình là được nhiều lắm quý vị. Mình ngồi vậy là mình cũng được thấy mừng rồi đúng không? Mình cho những cái mặt tiền phía sau cho anh ta được có hình ảnh chút đi. Không, cái tâm trạng người ta khi đi đến đây tu mà khi mà có hình ảnh là gì người ta khoe với chồng người ta, với con người ta. Cái này nè, bà cái này là hình tôi nè, thấy chưa? Tôi ngồi nghe đó thấy chưa? Không, mình phải có cái tâm đó nghe. Ví dụ như mình được ngồi ở đây thì mà quay nó quay suốt à. Cái máy phía sau nó quay nó gà quý vị nè. Trước nhất là cái trực tiếp là đã có hình ảnh mình luôn rồi đó. Nên khi làm phim chính thì mình nên coi cái phía sau á. Động viên người ta những cái kẹt người ta ngồi được mấy bà ngủ quay mấy bà. Mình quay mấy cái người đó người ta bị xa quá tội nghiệp người ta. Rồi quay mấy cái người trên lầu được. Mấy ông quay phim đó không có tiền mặt tiền quay trở. Hiểu chưa? Là phải tìm làm sao mà trên lầu đồ cái xa xa giúp giùm người ta. Được có vài cái hình ảnh của người ta. Khi cái chuyến đi người ta cũng như mình, người ta cũng phải được cái gì chứ. Thấy không? Đó, nó mình nói gì nó rất phù hợp quý vị.
Những đức nó bảo đảm với người ngồi xa, nó thầy nói đúng. Đúng. Quay con cái dân khuyên mà tôi coi mà cứ không thấy con chút nào hết chứ. Hiểu không? Nó nên á, mình làm sao mà mình phải biết hoạt bát vậy đó. Thì Phật tử ai người ta cũng thấy thích, cũng vui chứ á. Đó, nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị nghe đó, Phật pháp á, tuy nói là bình đẳng, nhưng mà cái duyên và cái quả, cái nhân, cái quả nó lạ lắm quý vị. Quý vị biết rằng có những khi mà tự nhiên mình ngồi ở đâu người ta cũng gọi mình chứ á, là duyên mình nó dày quá. Có khi mà lạ thay mình ra phía trước mình ngồi mà ta không gọi đó. Có cái bà kia mới nói sao kỳ cục vậy thầy, con ngồi phía trước là bà đó không gọi con chút nào chứ á. Rồi xong kỳ sau con ngồi phía sau lại cũng không gọi, ra phía trước cũng không gọi luôn, ngồi kế thầy mà cũng không dính chút nào nữa. Về xem là bộ phim đó thì có gọi bả mà mấy chú ông quên cắt bỏ vô. Thấy không? Kinh chưa? Nói cái chuyện mà nó có chuyện hình ảnh cho công chúng là đòi hỏi duyên đó quý vị. Không có duyên đó sao dính? Nó đừng có buồn. Không có duyên không có dính. Nó vậy giờ con phải làm sao? Phải duyên. Duyên. Có bà kêu nó à vậy thì bây giờ thầy chỉ con cái duyên thì sao? Nói thì mấy cái tên quay phim á, coi phơi pháo với họ một chút. Tên quay phim đó nó đi kiếm cho nó quay chứ. Nên từ đó đó quý vị biết rằng á, mỗi một con người mình phải nhớ là cái duyên nó lạ lắm. À, nên mình đi đến đâu mình cũng vừa lòng vừa ý, mình vui vẻ hoan hỷ là duyên đó. À, mình siêng năng niệm Phật là duyên đó. À, thấy không? Duyên đó, duyên là vậy đó. Ví dụ như giờ quý vị đi xuống nhà ăn đi, quá trời đông người ta chen vô ấy cơm, quý vị đi vòng vòng chơi một chút đi. Vòng vòng chơi một chút vô lấy cơm, mà có khi còn gặp bí kíp. Có bà kia bà nói thầy công nhận lạ thiệt thầy. Con thấy người ta đông quá lấy cơm, con đi vòng vòng chơi, vừa đi vòng vòng thoải mái mà vừa bụng cũng đói một chút nữa. Con chở vô con thấy đồ ăn nóng vừa đem ra luôn, bí kíp thấy chưa, ngộ chưa à. Nên từ nơi đó nghĩa là không cần chen vô đông làm gì, thấy đông quá rồi đi chỗ khác vòng vòng chơi, đi chỗ này chỗ kia ngồi chơi niệm Phật đồ vòng vòng đồ ngắm hoa đồ chơi nha. À, chứ chen vô làm chi cho nó mệt, tìm có thời gian mà sợ gì, chùa mình đồ ăn bao la lo gì, không có cần lo. À, về chùa mình giống như về nhà vậy đó, nó có gì đem ra hết trơn, sợ gì tối đêm nay. Tu xong tối đêm nay bị xuống nhà bếp cho uống nước lạnh đó. Ông quay bột đi, gì pha bột đồ này kia, ngũ cốc đồ, đây là những vị bồ tát chuẩn bị hết trơn rồi, chuẩn bị rồi đó nghe. Nay còn phải có bánh nữa, hóa giảng đâu nghe, bánh rồi đó nghe, nó chuẩn bị hết trơn. Tao chuẩn bị mấy ngày lễ này kỵ lắm, kỵ lắm, đổ mồ hôi luôn. Chuẩn bị trước thời gian là người ta đã tính, ta họp người ta chuẩn bị hết rồi đó, là mỗi buổi sáng là phải pha cà phê. Sáng có cà phê mấy cô? Có không? Có cà phê phải có mới được, nhưng mà ai đi sau là không có gan chịu. Nhưng mà hôm nay nhà biết chuẩn bị cà phê cho nhiều nghe, thiếu ra chợ mua liền. Tính nói cà phê mà tới cuối cùng mà không có là không được nha, mắc mặt lắm. Hiểu không? Nên từ đó, đó tối hôm nay pha bột cho nhiều, bữa nay đông người chứ không phải ít đâu nghe, đông á. Từ pha bột phải pha cho mấy xô bự bự. Bánh trái cứ cần mua đi ra chợ mua liền, đem bánh về tặng cho Phật tử mỗi người một cái bánh với ngũ cốc đồ uống, xong về ngủ. Thấy không? Có mấy ngày mà vô chùa tu mà lễ lọc mình nó thật sự chứ. Người ta không đi chơi mà người ta vô chùa tu, cái này là quý lắm. Quá quý.
Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà quá quý luôn, nó thiệt luôn á. Cái việc này là cái việc làm mà thật là duyên dày lắm mới hội tụ nhân viên này nè. Còn giờ này vì coi những cái khu du lịch mà mình đi xuống bãi biển rồi chắc đông lắm á nè. Thì chiều nay Nhật Đức rảnh rảnh á, mình giả trang chút xuống biển coi coi tình hình biển cá nó ráo không, coi cá rô cá sặc đồ nó ráo từ từ hôn dữ lắm mấy vị ơi. Ngày xưa nghỉ lễ đi chơi biết mà, bây giờ là đây khỏi cần đi coi cũng biết, hồi đi chi cho nó mệt, ở chùa uống ngũ cốc còn ngon hơn. Hiểu không? Nên đó tối tuồng thờ là ngon rồi, cả ngày nay vậy rồi, chiều nay là những đức có việc của những đức. Ví dụ như các ban bệ làm việc, buổi chiều nay là những đức gặp họ để động viên họ. Tiếp tục ngày mai ngày nữa. Còn mình mà ngày nay tính là giảng pháp 3 buổi rồi. Thấy không? Những đức phải lo nhân sự để sắp xếp công việc này kia. Khi lễ lọc vừa xong, những đức có rảnh đâu. Quý vị 6 giờ mấy mình 6 giờ mình lên mình tu, mình thờ tu vừa vừa nhẹ nhẹ thôi để như đức sắp xếp cho. Rồi còn những đức thì 5 giờ mấy thì đức phải qua chùa mới để mà sắp xếp công việc khi lễ vừa xong bên đó. Nhân sự của mình ổn là do như đức đi tới đi lui sắp xếp suốt cho người ta, để cái tâm trạng người ta phải rõ ràng. Mình ở đây mình lo việc bên đây bên kia nó phải hoàn toàn ổn định nó mới được. Nó rồi xong bên mấy thầy chùa mới, rồi mấy cô ban tổ chức bên kia, rồi chở về đây gặp mấy cô bên đây, rồi pha ngũ cốc mấy cô pha sẵn, bánh trái chuẩn bị đâu vào đó hết, giao lại cho bên nam để tối đêm nay đã sắp xếp cho quý vị ăn uống. Còn bên nữ được nghỉ. Nữ từ hồi sáng sớm tới bây giờ luôn là nữ làm dữ lắm rồi. Bây giờ bắt mấy ông nam tối đêm nay để mà đứng sắp xếp cho quý vị ăn uống. Thấy không? Rồi các cô mà gọi là phụ là đem chén bát ra phía sau úp để đó thí đi. Sáng mai rửa tính sao? Thấy không? Chỉ bưng vô cắt coi là được rồi. Đó thì làm bài bản rõ ràng hết trơn rồi đó. Tại vì nó nói mấy nhỏ gái nó làm từ sáng sớm tới giờ nó trong bếp, nó quằn quằn ở trong bếp trong đó suốt. Mình bắt nó làm chứ nó sang si thì sao? Cọc cọc tính không phải dễ. Hiểu chưa? Mình phải gài keo này keo khác chứ. Hiểu chưa? Buổi sáng tới giờ người ta làm được rồi đó. Mà tối hôm nay mình ngồi động viên người ta nên biết chăm hoa được chứ. Hiểu không? Nó nên mà cái ngày nay mà héo hon dưới bếp khói lửa mịt mù bây giờ mình cho người ta nghỉ sớm một chút, mình ngồi mình nói chuyện, mình lấy nước biển rồi mình xịt xịt đồ cho mát mẻ đi, rồi mai tiếp tục sáng nấu nữa đó. Hiểu không? Đó phải như vậy mới được quý vị. Nên cái tổ chức của mình mà nó tồn tại đặc biệt gì là do gì? Cái cách sắp xếp của mình. Nên vì thấy lễ lọc một năm biết bao nhiêu lễ lọc mà nói, mà tại sao người mình nó vẫn giữ bình thường mà còn tăng người thêm, không có cái chuyện đi tầm bậy tầm bạ, thấy không? Ít lắm, ít dữ lắm, chùa mình là quá ít rồi đó quý vị, đi ít dữ lắm á. Đó là cái cách bố trí sắp xếp, hiểu không? Chứ bây giờ như đức ngồi giảng đây mà nó không có nội bộ làm bên ngoài sao giảng? Không lẽ giờ đang ngồi giảng đây nói trong bụng giờ chờ một chút rồi. Quý Phật tử thông cảm, bữa nay chùa không có ai nên thầy giảng xong rồi quý vị cố gắng đi kiếm miếng nước lạnh về uống đỡ, hoặc là kêu quý Phật tử có dịp sau đi về chùa mỗi người cầm bánh trái theo. Thì thấy không, thấy nó là không đạt rồi, thấy không quý vị? Biết rằng quý vị mua được á, sao ai mua được đâu, nhưng mà thấy nó không có tình cảm ấm áp ở trong cái tam bảo. Còn bây giờ cái nhân sự mình lo lắng hết trơn, mà mấy đứa nó mấy ngày nay lễ nó cố gắng nó nấu đồ ăn được cho vị ăn đó, nó không có giỡn đâu. Nhà đứa kêu nấu đồ ăn phải được á, chấp nhận đầu tư, tại đây là những bồ tát, đúng không? Phải lo nhiệt tình. Nói quý vị biết cái người niệm Phật mình được người cung kính, mà cái câu này mới hay nữa nè, mà đây là trong 48 lời nguyện nha. Nếu ai nghe được danh hiệu của con thì khi mạng chung sanh nhà tôn quý. Nghe thôi đó, nghe thôi đã sanh nhà tôn quý rồi đó quý vị, thấy không? Nên những đức nói với quý vị nghe, tại sao mấy bà già mình kêu bà vô chùa? Cái này là nghe danh hiệu thôi á, chứ chưa có phải tín nguyện niệm Phật giảng sanh đâu nghe. Mà nghe danh hiệu của A Di Đà Phật thôi là đã sanh nhà tôn quý, còn các căn đầy đủ nữa chứ.
thường tu thắng hạnh, nếu không như thế con không thành Phật. Chưa? Tại sao nhà Đức khuyên quý vị đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, đi vô chợ một vòng cho người ta nghe để kết cái duyên. Còn cái người mà cặn tử nghiệp á, họ nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, loại sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu những cái hạnh lành. Nếu mà không được như vậy thì ngài không thành Phật. Quý vị thấy thù thắng chưa? Nên từ nơi đó mà trong cái chỗ ở của mình, gia đình mình, mà lúc nào cũng bắt niệm Phật là hay lắm á. Nghe danh hiệu Phật để nó nạp vào cái chủng tử A lại gia thức ở bên trong á. Đây có vật hiệu hết chứ. Mà nghe danh hiệu Phật viết đây hết chứ là nó trả ra là cái gì? A Di Đà Phật. Tại sao cái bà bán cá mà bà chữ cao thủ gì? Cái bà ngoài chợ bà chữ kinh khủng lắm. Không phải bà nào cũng vậy mà có nhiều bà bà lanh bà chữ dữ lắm, không có chuyện giỡn đâu. Tại vì sao? Vì bà chuyên nghiệp. Bà chữ chuyên nghiệp. Bà mà chửi rồi là bà chửi bà lôi tá lả âm binh bà chữ luôn. Bà chữ mà mình không đỡ nổi. Mình mà đụng với bà chữ vài câu là mình đầu hàng. Nói tao là cao thủ chữ. Rồi có những người chữ giỏi quá, ghi cái bản để cái gì không? Chữ lộn mướt. Ai yếu quá chữ không lợ đến mời tôi. Đây là cao thủ chữ lộn mướt. Là họ rèn luyện từ lúc mà còn nhỏ họ chữ cho tới lớn luôn. Họ chữ và họ tìm ra văn tự, những câu nào mà chữ dữ nhất họ gom hết văn tự đó, họ ghi chép lại và họ trở thành cao thủ chữ lộn mướt. Ghê chưa? Còn mình bây giờ là gì? Là cao thủ niệm Phật. Cao thủ niệm Phật, cao thủ tín nguyện cầu sanh cực lạc, cao thủ nghe danh hiệu Phật, được không? Tại sao làm cao thủ này mà đi làm cao thủ chữ lộn mướn? Có những người cao thủ nhiều chuyện đó quý vị. Có nghe, cao thủ nhiều chuyện có luôn. Đây là rèn luyện từ khi còn nhỏ, chuyên gia nghe ngóng chuyện người khác. Sự phanh phôi rất hay. Không phải đơn giản. Khi mà nhiều chuyện rồi nó cũng là cao thủ đó quý vị. Có nghĩa là cái chuyện nhỏ thôi mà đến tai họ một cái là họ kể ra. Kể ra, em có nghe chuyện gì không? Thu hút lắm. Là mình vừa gặp họ mà họ nói em biết chuyện gì chưa, là người ta tập trung y lại. Chị nói đi, em mà gặp chị là em biết thế là cũng có chuyện à. Nói đi chị. Là họ kể dằn đeo mà câu chuyện họ kể rất hay. Đây là gì? Là cao thủ nhiều chuyện. Mà cũng là cao thủ nữa. Rồi có cao thủ nịnh hót không? Có. Cao thủ nịnh hót cũng có luôn. Nịnh số 1. Nịnh số 1 luôn. Giống như chuyện của Trung Hoa là có Họa Thăng Quan á. Là gọi là vua Càn Long nói câu rằng là ta biết Họa Thăng là một con người á, rất là nịnh, họ nó nọt rất là giỏi, nhưng mà ta không giết Họa Thăng là vì sao? Vì nịnh quá hay. Ta mỗi lần ta bực bội cái gì mà Họa Thăng chỉ cần nói vài câu thì ta nghe ta phái chí, biết rằng là những câu đó xạo nhưng mà nghe đã quá. Nên Họa Thăng cả đời Họa Thăng giàu còn hơn vua Càn Long. Cuối cùng cuộc đời ông là cái gì? Để lại sự nghiệp hết cho nhân loại. Ông đi đâu? Tam đồ ác đạo có phần. Vì ông nịnh nọt ác, làm tham quan thì chết chứ sao đọa lạc. Hiểu không? Vẫn không đạt. Hiểu không? Cao thủ nhiều chuyện vẫn không đạt. Những tiếng này không có đẹp, nhưng cao thủ niệm Phật đẹp. Đúng không? Cao thủ niệm Phật thì đẹp. Còn cao thủ cho người ta nghe danh hiệu Phật là đạt. Thì vô chùa thì nghe thấy danh hiệu Phật bắt ầm ầm thế chứ. Có cái bà kia, bà ở cái chỗ xa bà ngồi. Bà vừa bước vô tới chùa, bà ngồi chỗ xa, bà nghe trong đây mình nói chuyện Phật Pháp cái kiểu này. Bà nói cái gì à, cái gì trong tối dữ à. Vì mà bà chạy vô, bà ngóng bà nhìn, nó cái gì mà la dữ. Đúng không, cái nói chuyện nó thu hút, cái tiếng nó mạnh cũng hay lắm nghe quý vị. Chứ không phải nói cái chuyện mà nói yếu yếu mà ngồi gì được đâu. Ôi nó thu hút quá vậy, nó nghe cách nói này nó thu hút quý vị, bao nhiêu cặp mắt mà nhìn. Quý vị coi bây giờ, thí dụ như mình mà bình thường mà một hai người nhìn mình đã mắc cỡ chết được. Nói chuyện không được. Quý vị coi bao nhiêu cặp mắt mà nhìn đông tây nam bắc, nhìn sau lưng nhìn. Tứ tung nhìn luôn quý vị coi. Tụi đó ai leo quạt gió, đeo quạt gió nhìn nữa chứ. Hiểu không? Cái kiểu này mà có dây mà cho đeo dám đeo á. Bảo đảm quý vị luôn á.
cho đeo quạt gió về coi nghe pháo lại đeo thiệt á. Nó nên từ nó nói vậy ta, mà tại sao không không run sợ? Vì cái câu Phật hiệu giúp cho mình bình an. Nói cái này câu Phật hiệu giúp cho mình bình an, tỉnh táo, không run sợ. Run sợ sao thuyết pháp? Hay lên đây mà gặp mấy cô mà nhìn nhìn kiểu này nữa, có cỡ sao thuyết pháp đây? Cái cỡ là chịu thua luôn sao thuyết pháp? Nhìn mình một cái là sao biết nhìn sao thuyết pháp đây? Bao nhiêu cặp mắt nhìn như vậy mà vẫn bình thường, có gì đâu mà mắc cỡ. Có gì đâu mà mắc, ai cũng như mắc ai thôi, nhìn chứ làm gì đâu mà mắc cỡ. Đúng không? Mà liên được cái này không đơn giản. Phải nói là nhiều đời nhiều kiếp phải có cái chủng tử nhân duyên. Và đã từng nghe pháp và lãnh nhận Phật pháp và tiếp nhận Phật pháp và hỗ trợ nghe pháp. Không đơn giản đâu nghe. Cho nên quý vị nhìn đi, đông người gì tại sao người ta thích nghe những đức giảng mà nghe hoài? Mà sao người ta nghe là mỗi lần lạ? Hớ, hớ. Thấy không? Không mà quý vị nghe xong quý vị mới thấy là đúng là nó làm sao nó có một cái lực từ trường cảm xúc gì á, không có diễn đạt được pháp vị sao quý vị hiểu sâu được. Cái pháp vị mà người ta nói mà có lúc trầm lúc bổng, quý vị coi phải rõ ràng không? Cái lúc ta nói nó nhẹ nhàng, cái lúc nói thì bổng cao. Quý vị thấy ông thổ làm người mình lắng lắng. Không đơn giản đâu nghe. Nếu như quý vị mà tiếp nhận, quý vị mà cảm giác cái duyên dày là quý vị biết liền à. Nghe rồi nó trộn nó sáo mà không biết nói cái gì mà sao mà nó mắc sạch cái tâm trạng buồn lo của mình gì luôn. Thấy không? Nó đó, cái này là đặc biệt lắm quý vị, thấy không? Chỉ nghe danh hiệu A Di Đà Phật thôi nên những đức nó mà giảng bộ nguyện được giảng ghê lắm. Mà giảng được cái vốn dày, quý vị hiểu không? Nghe danh hiệu Phật thôi là sanh nhà tôn quý rồi. Không chỉ là cầu sanh cực lạc, nên sanh trong nhà Phật là đúng rồi. Thấy chưa? Họ là nghe danh hiệu Phật đã sanh nhà tôn quý là các căn là đầy đủ rồi. Còn mình mà mỗi ngày niệm Phật, nghe danh hiệu Phật muốn về thế giới cực lạc thì mình sanh trong nhà Như Lai. Ôi ôi, nhà của Đức Phật A Di Đà rộng, đừng có nói nữa. Bao la vạn trượng luôn, nghe không? Quý vị biết cái thế giới cực lạc là cái thế giới công đức. Nên đã là cái thế giới công đức thì nó gọi là cái độ giảng của nó là gì? Đến bao nhiêu giảng bao nhiêu. Ghê chưa? Đó. Thí dụ như đất nước Việt Nam chúng ta đi, nó có ranh giới của đất nước Việt Nam chúng ta. Số lượng người đến đông quá, không có đất để mà dung chứa con người. Bất cứ một cái quốc gia nào lớn cỡ nào như Trung Quốc hay là Mỹ, đất nước nó có lớn cỡ nào hay là Ấn Độ, đất nước lớn, nhưng người ta đến đông giảng là không có chỗ chứa. Vì sao? Vì đất không giảng. Nhưng riêng thế giới cực lạc là giảng, công đức là giảng. Nên Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới chư Phật hỏi Phật A Di Đà. Câu này nói mới vui. Thấy chưa? Nói như vậy đấy, Phật pháp phải như vậy nó mới gần gũi, đúng không? Mười phương chư Phật hỏi Đức Phật A Di Đà, ngồi xuống nói chuyện chút coi. Thấy không? Có nhiều người ta nghe những nước nói câu nói, người ta nói mấy ông này đem Phật A Di Đà ra trọng giỡn không, tầm bậy. Phật pháp là nó phải phương tiện, nó phải nói làm sao gần nhân sinh nghe mới thấy thích. Mười phương chư Phật mời Phật A Di Đà đến bàn cái hội bàn đào này cái coi. Bây giờ ông đưa lên cái nguyện mà mười phương chư Phật đều tán thán cái bộ nguyện của ông, mà cho cái quốc độ đã điều về cái quốc độ của ông. Như vậy thì cái quốc độ của ông chỉ như vậy thôi mà về hết trơn chỗ đâu ở. Thì lúc đó Phật A Di Đà ngài nói rằng các ngài cứ yên tâm, riêng cái quốc độ của tôi là đặc biệt cái chỗ là bao nhiêu người về thì giảng bấy nhiêu. Rồi chưa? Nên mười phương chư Phật nói rằng số một thế giới cực lạc là số một. Thế giới cực lạc là nằm trung tâm của quốc độ Phật. Ghê không? Thế giới cực lạc là nằm trung tâm của quốc độ Phật. Giống như đất nước chúng ta, những trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm của Hà Nội là chỗ nào? Thì đó là trung tâm chính. Con người thì phải quy về trung tâm. Quốc độ của chư Phật mười phương là xung quanh. Riêng quốc độ của A Di Đà Phật là ngay trung tâm chính giữa. Ngay trung tâm chính giữa. Nên bất cứ quốc độ nào của chư Phật cũng phải đi ghé ngang chỗ đó, phải đến đó. Tại vì sao? Vì ngài là trung tâm chính,
Thế giới cực lạc là một điểm trung tâm tuyệt vời. Mảnh đất của cực lạc là không có hầm hố. Riêng quốc độ của chư Phật khác có hầm hố, có chiến tranh, có chuyện này xảy ra. Tại vì sao? Riêng ta bà chúng ta là quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni là có chiến tranh rồi. Thì những quốc độ khác có chuyện lù bù, nhưng riêng thế giới cực lạc là không có. 100% là không có. Vì khi Ngài tu hành ở Nhân Địa, Ngài đã phát nguyện rõ ràng rồi. Từ 48 lời đại nguyện, đó là trang hoàng tịnh độ đó, trang hoàng cái quốc độ của Ngài đó quý vị. Nên tất cả những sự Ngài chọn lựa là Ngài tích lọc ra. Nên lúc mà Ngài gặp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, dùng thần lực để cho nhìn mười phương khắp pháp giới, Ngài chọn đây được, được, được. Ở cõi ta bà, à có cái này được nè. Cái thời của Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp đẹp đó, lấy chỗ này. Còn cái chỗ hầm hố chiến tranh cắt bỏ. Thế giới nào tốt cắt lấy tốt, đem về. Gom nhặt tất cả cái tốt rồi Ngài phải tu hành, lấy tất cả cái tốt, phải tu tu thành đạt được cái quả vị đó. Rồi Ngài phát nguyện quốc độ của tôi là như vậy. Nghe rõ chưa? Thế giới cực lạc tuyệt vời chưa? Không biết kệ nói gì là được rồi á. Hiểu không? Nghe mà nói dựng chốc tóc gái luôn chứ đừng nói chuyện dựng chơi quý vị, thấy không? Nghe nó thu nhiếp mà thích muốn về luôn. Phải về. Bây giờ trong lục đạo luân hồi này hoài dòng gió hoài quan gia trái chủ. trả lời giùm nghe. Bây giờ họ trả lời mình không nghe, chúng ta với họ là không cùng không gian di thứ. Nên từ nơi đó mình kêu họ, họ ồ mà mình không nghe. Bây giờ những người ở đây ồ, thấy chưa, ồ dùm. Dây cực lạc quý vị ồ. Đúng rồi. Như vậy thì muốn về cực lạc phải làm sao? Niệm Phật. Không buồn dặn người để trong tâm. Hiểu không? Tất cả quán thân trái chủ không buồn dặn người để trong tâm nữa. Buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi. Niệm Phật về cực lạc. Quá tuyệt. Mình sống trong lục đạo luân hồi này, nó cứ lúc thì mình đòi nợ người ta, lúc thì người ta đòi nợ mình. Cứ xây dòng mãi, dù lên tới cõi giờ cao nhất, cuối cùng cũng rớt lại. Từ nơi đó mà cứ dai trả mãi. Bây giờ đi đến đâu để đoạn đây? Thế giới cực lạc. Không. Mình đến cái cõi này và mình đi ra khỏi cõi này và mình trôi dòng trong lục đạo nó nhiều lắm. Nó cứ xây dòng mãi. Mà cả những quán thân trái chủ mình cũng khổ. Chứ đeo đẳng theo mình hoài mà khổ. Khổ lắm chứ giỡn đâu. Mang cái tâm báo thù mà đi theo người ta chờ đợi khổ lắm. Người ta còn phước muốn hại, hại không được. Chờ chừng nào người ta si phước mới hại. Khổ chứ. Nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Đòi nợ trả nợ. Rồi trả nợ xong đòi nợ làm hoài vậy đó. Từ nơi đó mà cả con người sống được nghe rõ ràng. Rồi cả người chết, chư hương linh thai nhi cũng nghe. Rồi tất cả quán thân trái chủ mình cũng được nghe. Thật sự mà nói cứ bám theo người ta để đòi nợ, để chờ cơ hội để báo thù, khổ chứ. Quá khổ. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình nghe được bổn nguyện niệm Phật, mình nương vào mình niệm, mình buông cái tâm hận thù đi. Mà quán thân trái chủ mà người ta buông mình ra cái mình nhẹ liền vậy đó. Có những khi những người ta nói sao người nặng ghê, sao người nặng nề quá. Quán thân trái chủ bám viết. Có những người nhà ngoại cảm rồi ta nói là thấy người đó mà xung quanh họ đầy con nít bu. Tuy không phá thai 3-4 đứa nhưng mà hương linh thai nhi nó bác, nó tập trung lại. Tại vì cái người này nó phá được. Nó nói là người này giết bạn tôi, tôi đến báo thù ké. Không chơi gì nữa đó. Giống như mà mình ngoài đời mà nói mà bạn bè mình mà bị giật chồng, mình đi đánh ghen phụ. Có mà, đúng không? Có đánh ghen phụ.
quýnh giùm một cái. Quýnh mà coi vừa quýnh giùm một cái. Thấy không? À, thì bây giờ cái người này phá thai, giết thai nhi, thì những thai nhi kia nó đi báo thù người kia chưa được. Bây giờ người này nó báo thù được thì nó báo thù cho hả hê bớt cái tâm, đến báo thù ké. Có nó đó quý vị, nhiều lắm. Có những người người ta mang nghiệp phá thai mà ta nhìn thai nhi bằng đêm đầy. Thai nhi bằng đêm đầy con nít chứ. Mà nó là ở dưới đất có, trên trời có, đầy luôn. Và thường tình không người nói tại sao bầu trời u ám, nhiều quán khí, phá thai. Quý vị coi một năm mà tổng kết cái lực lượng phá thai nhiều cỡ nào chứ. Người ta y tế người ta tổng kết nhiều lắm. Đất nước mình là một đất nước nhỏ mà cái vị trí phá thai của đất nước mình nó không có thua đất nước lớn. Thì vì biết rằng đất nước mình phá thai dữ dằn lắm chứ không giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà giống như cái linh hồn mà quán nghiệp đó nó che bầu giờ này, nó u ám tối tăm. Và Hòa Thượng Không này nói rằng là người ta có năng lực để người ta chuyển xe cái, nó làm cho cái việc mà mưa gió thất thường luôn. Tại vì cái lực lượng người ta quá đông, nó đông đến mức không tưởng tượng được. Cái quán khí đó gọi là nó giống như cảm đến cảnh giới nghiệp quả, nên nghiệp chứ dễ đầy. Nên quý vị biết rằng là mình đi về đây, cả người sống mình nghe mà cả người chết hương linh thai nhi, và thêm một cái nữa là quán thân trái chủ cũng nghe. Tại vì theo mà đòi nợ bám víu theo hoài, thật sự mà nói cũng khổ. Như bản thân những đức đi, mà hẳn ai đi, cứ lò tò đi theo nó, ngồi gốc cây gốc cột để trốn đợ nó chờ, lúc nào nó hớ cái lại chọt vô bụng nó cái chứ. Mà nó chưa có hớ để cho mình chọt thì mình bắt đầu là mình cũng thấy khổ. Ngồi ngủ gà ngủ gặt mà cánh. Thôi có một lần mà ở trên mà Đà Lạt đến phòng hộ niệm, mình vào nhập tùm lum tùm la, xong mình hỏi sao mà ở đây mà nhập dưới đi. Nói đại đói quá, xé thịt nhau ăn chứ. Những hương linh ở trong đó đầy quýnh, đập chép, đập đâm, ít trong. Ở ngoài cũng đi thực, ngoài quá trời, xong ra ngoài ăn. Hồng không ra, nói sao rồi, đeo theo để chờ. Nó gần chết rồi mà bây giờ bỏ đi, nó chết, nó chạy mất tiêu làm sao. Nên bám víu theo mà đói, bây giờ cũng không đi kiếm ăn nữa. Ở đó mà ngồi đợi, có khi ngồi đợi, ngủ gà, ngủ gặt, ngồi đuối, đói khát mà cũng ngồi đó mà đợi. Thì sao không đi theo báo thù khổ chưa? Mà khuyên thì không chịu nghe. Ngồi đó phải đợi, hỏi sao mà buông đại đi, khổ quá mà buông đi chứ. Nói không, nó giết tôi đau khổ lắm. Cái nguyện này tôi đã phát rồi, tôi phải báo thù. Tôi nói với người thân tôi là tôi phải báo thù cho bằng được. Cái lời nói đó đi vị, nói với mọi người, nói với người thân đâu á. Giống như vị coi phim đi, khi họ gần chết hay là họ còn sống, một người họ nói một câu á, cái mối thù này phải báo. Mọi người chết rồi, để tôi nhất định tôi sẽ báo thù cho thay cho mọi người, đúng không? Có câu vậy mà. Đó thì nó phát cái nguyện đó ghê lắm, nó nhất định phải báo thù cho bằng được. Vì biết cái việc mà phá thai nó ghê lắm. Tại vì nó nằm trong bụng mình, nhưng mà khi phá là có nhiều cháu nhỏ, nó trong bụng nó cũng lớn tượng hình, thì người ta đâu có lấy ra được đâu quý vị. Người ta phải lấy kéo, người ta cắt tay cắt chân, người ta bóp đầu cho dẹp, ta lấy từng mảnh vụn nhỏ ta đem ra. Từ nơi đó mà cái sự đau đớn của nó kinh lắm. Nên có những cái thai nhi mà ta đem ra một vũng máu, quý vị thấy không? Xong ta bỏ vô cái bọc, nhiều người ta không biết đạo, ta liền vô thùng rác. Thấy không? Cái sự quán thù để bị nghĩ cỡ nào chưa? Cái sự chấp xác của con người ta, chấp thân của người ta nó cao lắm. Như bản thân mình ai làm chày chụa tay chân mình là mình đã khó chịu rồi, không chi mà vứt mình xong liền mình vô thùng rác. Quý vị nghĩ đi, quý vị biết nè, cái khổ đau của người nhất là phơ thay giữa chợ, phơ thay giữa đường, phơ thay trong thùng rác. Nó như mình thấy một con người mà người ta chết đi mà phơ thay giữa đồng quan, thấy cảm động không? Nên ngày xưa có một ông vua, là ông vua nước mình này, vua gì Phật Trần Văn Tông. Ngài tuy đánh giặc thì đánh giặc, nhưng mà khi mà chiến sĩ có dù là cái nước khác người ta chết, nhưng ngài nói là phải đem chôn cắt giùm, đánh chặn là lúc còn sống. Còn cái chuyện người ta chết và nằm phơ thay giữa đồng quan, thấy tội nghiệp quá, là tâm thiện đấy chứ.
thiện tâm đó. Nên từ nơi đó mấy vị biết rằng là mỗi một con người chúng ta, cái đó là cái thê thảm lắm. Nên cái sự quán thù của nghiệp quả nó kinh. Nó giống như câu chuyện Đức Thường kể hoài đó, thấy không? Nó giết lầm ngày ngộ đạt thôi mà không phải giết lầm ngày chịu thốt. Vậy mà theo đòi mười đời. Thì từ nơi đó mình thấy rằng là cái việc nghiệp quả báo thù nó kinh quá. Nó phải cần nghe đạo nó mới quá giải đó quý vị. Nó nghe kỹ lắm, nó nghe nó cởi mở dữ lắm nó mới buông ra được. Giống như một cái câu chuyện mà Như Đức từng kể đó, thấy không? Cái vị này từng là sa di mà đập đầu một con cá chết lộn, mình giết giống như mình giết mà vô tình thôi. Vậy đó mà cứ con cá đó mà nó chết đi mà ổng niệm Phật đồ này kia đồ cho nó, vậy mà nó tái sinh làm người. Mà khi nó làm người là làm tướng, vậy mà đi ngang ngôi chùa ông một cái là tự nhiên nó đằng đằng sát khí, cái tâm quán hận đằng đằng sát khí, tự nhiên rút kiếm đi thẳng vô để giết ông. Nhưng mà ông là bị cao tăng tu hành, ông biết ngày nay thì sẽ có người đến giết ông. Nó có nghĩa là ông tập trung đồ chúng lại hết, xong bắt đầu là ông nói nhất định ngày nay có người đến giết ông. Khi mà cầm kiếm xong xong như định giết ông là ông nói phan để ông kể câu chuyện đó cho nghe. Ông kể chuyện xong hết trơn, ông nói một câu rằng bây giờ người giết tôi cứ giết tôi, nhưng dưới cái sự công phu tu hành của tôi là giết tôi xong là tôi niệm Phật về cực lạc, còn người là phải đọa lạc khổ đau đó, cứ giết đi. Nó nghĩa là nói rõ cho đại chúng nghe là cái nhân quả luân hồi nó kinh như vậy đó. Nên từ nơi đó nghe xong một cái là cái vị tướng kia buông cái kiếm xuống là quy y xuất gia luôn á. Rồi ông nhà sư này ông ngồi ông niệm Phật ông giảng sanh, rồi ông để lại di chúc là cho cái vị tướng này nè xuất gia xong ở lên chùa này mà hoằng truyền Phật pháp. Thì vị biết rằng là cái việc mà nhân quả luân hồi nó kinh lắm, nó không có phải cái chuyện đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên mình sẽ đến với cái cõi đời này, cái nghiệp quả mà mình tạo như một màn lưới nó đầy vậy chứ. Nên cái đại học của chúng ta, không kiếp luân hồi dai trả đi về đâu để đoạn. Bây giờ quý vị lên tới chờ bây giờ cũng không có đoạn được đâu, nó cũng trở lại nữa à. Tại vì phước sai hết. Chỉ có thế giới cực lạc á, là một cái quốc độ mà gọi là không thối chuyển nữa. Chỉ có tiếng mà không lùi. Còn ở cõi chờ vẫn là lùi xuống, gớt xuống luôn á. Có khi người cõi chờ người ta hưởng quá nhiều phước. Khi người ta gớt là người ta gớt thâm thẳm chiều voi, gớt thẳng xuống tam độ ác đạo. Không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà mình bây giờ là mình là người nghe được tịnh độ, nghe được Phật pháp, mình biết cái sự quán thù trong cõi đời này nó ghê lắm. Nên tất cả những hương linh thai nhi mà nghe gì rồi, các con hãy suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ các con bám víu theo cái chuyện mà mẹ cha mà từng mang nghiệp phá thai này, bây giờ các con đòi nợ, các con có sung sướng gì đâu. Cũng làm cô hồn vất vơ vất vượt. Mà khi họ còn phước chưa có giết được thì lúc đó nó nói với tâm trạng mình cũng nặng nề để chờ cơ hội. Như những đức nói mà còn sống này mà đi theo người ta báo thù, chờ cơ hội cũng núp gốc cây, núp chỗ này núp chỗ nọ để canh. Canh có để chọt vô bụng nó một cái thì thôi chứ có gì đâu. Chọt vô bụng nó một cái rồi mình cũng làm được cái gì đâu. Nên từ nơi đó mà cái sự báo thù nên quá giải đi. Quá giải sự báo thù là đặc biệt nhất. Nên khi mà mình đi về chùa mình nghe gì nè, cả quán thân trái chủ mình cũng nghe. Nghe xong rồi người ta cũng gác chân lên chán ta suy nghĩ. Suy nghĩ chứ à. Nghe xong rồi người ta ra ngoài trước giường bóng giấy đồ hay chỗ nào cho nó ngồi gốc cây đồ ta chứ. Suy nghĩ ông thầy nói cũng có lý. Thì theo cái tên này tính ra mấy đời mà nó phước nó dày quá, đụng nó không được. Từ nơi đó mình cũng khổ quá trời luôn. Bây giờ cơ hội được chùa bự gì ở, rồi mỗi ngày cũng đi thực cho ăn, rồi niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Thôi mày buông đại nó ra đi, rồi ta rủ tất cả những cái bạn đồng hành hương linh á, thấy không? Sẵn dịp đi về đây, thôi ở đây luôn đi mẹ uống. Thấy không? Thấy chỗ này ngon, ngon mà. Ngày nào cũng có cúng đi thực chứ đâu mà có cúng. Ngoài đời cúng cô hồn vô lắm vậy chứ hồn dịch lộn liền vèo vèo. Thấy không? Cúng vài cái bánh vứt tùm lum. Có khi liền ra ngoài đường xe chạy ngang đụng mình lộn mèo. Còn trong chùa người ta cúng đàng hoàng, thấy chưa? Nó rồi hoàn cảnh hoa giấy đồ đẹp nó ngắm đồ chớ nó. Nên hương linh mà ở đây là ngon, ở đây mà lo tu là ngon dữ lắm. Buông cái tâm hận thù xuống đi. Những đức nói như bản thân những đức bây giờ nói mà không có thù hận ai. Thù hận làm chi cho mình khổ? Mình thù hận người mình đẩy người đi xuống tam đồ, mình cũng đi theo xuống tam đồ. Không lẽ đời đời kiếp kiếp cứ làm vậy hoài? Đời này có cơ hội nè,
gặp cái đạo tràng chuyên tu, vì người sống cũng đến tu mà người chết cũng đến tu, và cùng nhau hóa giải nghiệp chướng đi, để mà về cực lạc mới đoạn được cái nghiệp ác trong lục đạo, đoạn được nghiệp ác trong lục đạo. Nên những Đức thường hỏi quý vị là quý vị bây giờ còn buồn giận ai không? Nếu quý vị còn buồn giận ai thì quý vị buông ra liền đi, còn hận ai buông liền đi, buông từ cái lúc nghe này nè, trong lòng thầm A Di Đà Phật, buông buông đại đi, không chứ nặng nề chi hoài vậy chả đó. Nên từ nơi đó mà mình nghe gì rồi đó, nó cỡ mở người sống, nó cỡ mở người chết. Tại sao có nhiều người ta nói ta về chùa mình ta tu xong tự nhiên sao ta về nhẹ quá, nhẹ là phải rồi, lúc đến nó bám một đống, lúc về nó buông hết trơn, dễ sao được. Hiểu không? Khi mình đi, lúc mình đi đến đây là tiền trong túi đồ để trong túi quá trời nó cũng nặng. Mà đi về nó buông bớt là nó mở tâm lượng ra thì nó nhẹ chứ sao. Cái tâm đó đó nó cũng có phước nên nó nhẹ đó. Nhưng Đức hỏi quý vị nè, ôm cái phước và ôm cái nghiệp cái nào nặng? Ôm cái phước nó nhẹ, đi nó nhẹ sơn à, bay bổng. Còn ôm cái nghiệp á là nó nặng. Hiểu không? Nên người xưa ta nói tích tài là tích tai họa. Ví dụ như mình lúc nghèo bình thường, nhà mình không có thằng nào ngó ngàng thứ, mà mình vừa mà trúng số là có nhiều người ngoài đời mà ta chuẩn bị trúng số là ta phải giấu. Nghe trúng số một cái thì về hai chồng đóng cửa lại. Mà cái người mà thiếu phước rồi trúng 10 tấm giấy số, ở lúc nghèo quý vị, bây giờ trúng 10 tấm giấy số là có tiền rồi đúng không? Nhưng mà nói bây giờ trời ơi, tôi cũng quá trời cũng ơi, cũng quá, tiền nhiều quá trời nhiều, mà bây giờ tiền nhiều làm gì bây giờ đây? Tiền nhiều làm gì đây? Bây giờ tiền để đâu đây thằng? Sợ quá, quá sợ, giờ rung quá rung rồi, ăn không ngon ngủ không yên, ôm tấm giấy số vì coi trúng số sợ. Mà người ta nghe tin mình trúng số khi người ta tìm hỏi sức khỏe mình, cái xử lý mình đó có không? Vì nhớ nghe, có khi tiền vừa đến chưa xài được đã chết. Nên từ nơi đó mà khi có tiền mà làm việc thiện thì phước nó tăng, phước nó tăng. Nhưng mà khi có tiền mà không biết làm cái gì là có quả, không biết làm gì là có quả, tay đến liền nó cướp giật, nó đến nó hỏi thăm sức khỏe mình. Khi nó cầm cái dao nó chọt vô bụng một khắc là xong. Nó có nhiều người mà trời ơi, ăn trộm nó bò vô nhà mà nó chưa lấy được tiền mà nó giết mấy người chết được. Nên từ nơi đó mà mình thấy không, tích tài là tích tai họa. Nên mỗi một con người mình nhìn thấu rồi, tự nhiên con người mình sống nó nhẹ nhàng dữ lắm. Nhưng mà không có tiền biết sống sao? Không, có tiền để xài, nhưng mà mình cũng biết tu phước tu duyên. Đó là nó làm cho tâm trạng mình nhẹ. Thêm một cái là quan gia trái chủ nó bám víu một đống đi vô đây, ai mang nghiệp phá thai là nó đi theo đó. Nó bám víu xung quanh, nó bám trên vai, nó bám lỗ tai, nó bám trên đầu, trên cổ, nó bám tứ tung lang tang. Nó bám mới bị được, tại vì cái nghiệp duyên bị giết nó bám theo được. Còn cái người không có nghiệp đó, nó bám không có được, bám rớt ra chừng. Đi theo thì được, chứ không có bám trong người được. Nên nó bám quý vị thấy nó nặng nề, có khi quý vị thấy trời sao cái đầu cổ nặng quá trời, nặng nó mệt mỏi. Sao mà vai sao nó nghiêng bên, nó nặng dữ vậy trời. Nó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết nghiệp quan gia nó đến là nó làm mình đau khổ thiệt. Như những Đức bữa đó tự nhiên đau không sống, những Đức cũng nghĩ quan gia đến. Trong quan dở nó nghe. Nó, bây giờ ông muốn gánh nó không? Được, gánh. Gánh đau sống luôn. Cái mày gánh. Đúng không? Từ nơi đó mà con người tu mình nó đặc biệt hơn cái người không tu. Người không tu khi bệnh đau hay sự cố gì đến là người ta than van. Còn người tu của mình quý vị thấy sự cố đến phải vui vẻ. Nó thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Đó, nên từ nơi đó mà đi vô đây nghe, nó buông quý vị nhiều lắm rồi. Cái bữa mà quý vị đi về đi rồi quý vị sẽ thấy nó nhẹ. Lên xe phơ phớ à, nó vui lắm. Xe phơ phớ à, không có giỡn đâu. Nó, nên tất cả những người mang nghiệp phá thai là cái công đức niệm Phật này quá giải nhiều nè. Bám chắc cái công đức niệm Phật đi, niệm cái vạn đức hồng danh để quá giải cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng phá thai này phải quá giải. Rồi cái nghiệp chướng sát sanh phải quá giải bằng cách là niệm Phật ăn chay. Mình niệm Phật ăn chay là nó quá giải. Phải phát cái tâm cho nó cực kỳ mạnh. Nó nên đó, trong cái lời nguyện có lời nguyện rất là hay nè. Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe được tên con vui vẻ tin ưa, lễ bái quy y, đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề, thì tất cả chờ người đều tôn kính.
Không, rõ ràng 100%. Mình tự nhiên mình biết niệm Phật, mình biết ăn chay, mình biết tu là có người ta tôn kính mình liền. Quý vị để ý thì rất là rõ ràng, có người ta cứ tôn kính liền vậy đó. Dù là một người cư sĩ, quý vị dẫn ta đi tu nhưng người ta tôn kính quý vị. Có những người cư sĩ mà ta tôn kính dữ lắm quý vị. Người ta tôn kính còn hơn người xuất gia luôn á. Thầy hướng dẫn niệm Phật hướng dẫn người niệm Phật. Nên được người cung kính lắm, đi đến đâu người ta cũng đón cũng rước. Có cư sĩ cũng được vậy luôn đó quý vị. Chính bản thân những đức thấy rõ ràng cuộc đời những đức có được ai tôn kính đâu. Người ta gặp mắt ghét, người ta muốn quýt nó chết. Vì đó mà niệm Phật không bao giờ được người ta quý thương, ngộ ghê không? Cái này là rõ ràng cái lời nguyện nè. Thấy không? Chỉ cần mà mình nghe danh hiệu Ai Di Đà Phật mà vui vẻ tin ưa. Thấy chưa? Những đức vui vẻ tin ưa mà. Rồi lễ bái quy y. Mình lễ bái là mình lễ lại, đó là quy y rồi đó. Nên có nhiều người hỏi bây giờ con chưa quy y gì chứ, mà con niệm Phật có được giảng sanh không? Tín nguyện niệm Phật thì giảng sanh. Quay đầu niệm Phật là quy y chứ gì. Quay đầu niệm Phật là quy y rồi đó. Mình quy y Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là mình nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy mình niệm Ai Di Đà Phật là mình quy y Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn thí dụ như ở cõi đời này quý vị quy y một vị thầy nào thì cũng được. Nhưng mà quý vị quy y làm sao á, mà cái y của quý vị phải có trí tuệ. Chứ không phải quy y mà mình đi y ngay cái người mà không tu, ngay cái người mà chỉ dạy mình mê tín, mình y vậy là mình sai. Họ chỉ là một người xuất gia đại diện tăng đoàn quy y giùm cho mình. Nhưng mà mình phải nhìn nhận họ, sự tu hành của họ, cái đạo nghiệp của họ. Mình nhìn nhận rồi mình hạ y. Còn nếu mình y đại y càng, mình nói ờ tôi quy y đây là thầy tôi, mình đi chọn một vị thầy thế gian. Thí dụ như mình chọn vị thầy thế gian cũng được, nhưng mà mình phải chọn vị thầy làm sao có đạo nghiệp, có tu hành, có cái sự dẫn dắt mình giải thoát. Thì cái đó là cái sự đại diện mình cũng cảm ơn thầy. Còn cái này thì mình cũng cảm ơn, nhưng mà mình y theo để học thì không được. Tại vì họ không có đi con đường giải thoát, họ làm những cái việc khác, nên mình cảm ơn họ đã chứng minh quy y giùm cho mình đối với Phật Pháp Tăng. Cái điều này thì được. Quý vị nhớ, dù họ có làm sai kệ họ, nhưng hình tướng họ là người xuất gia đại diện cho mình quy y. Việc này mình đã quy y rồi, không cần quy y thêm nữa. Mình dẫn niệm Phật tín nguyện là cầu sanh cực lạc được rồi. Chứ không phải là tôi đã từng quy y người đó rồi, bây giờ tôi gặp thầy này tôi thích, tôi quy y thầy nữa. Không phải. Cái nguyên lý này không cần thiết. Mình chỉ cần quy y với ai cũng được, nhưng mà mình cái y pháp mà mình tu thì đúng. Y pháp mà tu là đúng, nghe chưa? Nên đó, ngày xưa những đức biết của vị thầy này, ông đi đến đâu cũng quy y. Nên ông bị dính. Là người ta nói rằng tại ông quy y mà ông dẫn dắt tín đồ, ông dẫn dắt Phật tử, dẫn dắt chùa chiền Phật tử của người ta đi theo ông. Còn tôi bây giờ tôi đâu có quy y ai đâu, người ta cũng về mà, đúng không? Này là rõ ràng bài học của người đi trước, kinh nghiệm cho người đi sau mình. Nên quý vị thấy có bao giờ những đức quy y cho quý vị không? Mà không có làm quy y lạ nghe. Thí dụ như người Việt Nam quy y sao thì cứ quy y vậy đi. Cái quan trọng là y pháp dạy pháp tu. Cái quan trọng là vậy chứ đừng cứ quy y lạ. Mình đừng có làm lạ. Mình làm lạ làm chi cho người ta ghét mình. Cái quan trọng là mình tu cũng là quan trọng. Hiểu chưa? Nó đừng có làm lạ làm chi. Thí dụ như tại sao mà người ta ưa làm lạ gì? Người ta đi vòng vo tam quốc nên người ta nhìn cái này cái kia, nên người ta làm lạ. Còn những đức biết có giống ôn gì đâu làm lạ. Biết niệm Phật thôi, biết gì nó đâu làm lạ. Hiểu không? Đó, nên đi nhiều nó cũng nguy hiểm lắm quý vị. Nó nên nhiều, thí dụ như nhiều người đi. Thí dụ như người Việt Nam mình là bạn đa phần quý vị nhìn cái pháp hội đi. Toàn là người ta bạn áo chàng màu lam không à, hiểu chưa? Cái này là nói áo chàng, hiểu không? Nói áo chàng đó. Thì thí dụ như mình có cái đồng phục gì của cái nhóm tu của mình là màu nâu hay màu đen gì, đúng không? Nhưng mà mình phải có cái áo chàng màu lam. Đến chi phải không? Khi mình đi đến cái nơi đó mình tu thì mình bạn áo chàng màu lam vô. Cái này là rất là đúng luôn quý vị. Bạn áo chàng màu lam vô là đó là mình có thể phù hợp với mọi người. Phù hợp với mọi người là nó hay dữ lắm. Chứ mình thí dụ như mình với cái cá nhân mình là mình thích với cá nhân mình thôi. Thí dụ như quý vị qua bên Tịnh Tông, quý vị bạn đồ giống Tịnh Tông, qua bên đó là giống người ta. Nhưng trở về người Việt Nam, quý vị nhìn người Việt Nam đa phần đồ lam. Thì chúng ta tu cái gì thì tu bạn đồ lam, hiểu không? Đồ lam là được, cái gì đâu. Đừng có bạn đồ khác làm chi. Thí dụ như mình vô cái nhóm đó đi cái màu đó vậy, à kệ mai cái áo đó, để có gì vô cái nhóm nó bạn giống. Nhưng mà đi đến cái đạo tràng bình thường tu đồ lam không thì bạn đồ lam. Cái đó là cái rất là phù hợp cho quý vị để hiểu biết để mà mình tu. Nên đừng có làm lạ. Làm lạ là tự nhiên quý vị thấy hơn khác người ta, không có hay. Nó nên từ nơi đó mà mình học, mình phải học làm sao nó gọi là phù hợp. Cái phù hợp cái đất nước mà mình phát triển.
Vậy thì cái việc mà đem Phật pháp giới thiệu của mình nó cũng đặc biệt. Nên quý vị thấy có bao giờ những đức chia sẻ Phật pháp mà những đức kêu quý vị mà buôn xả bán nhà bán đất không? Không nghe. Cái vụ này là sợ lắm nghe. Vụ này là nguy hiểm lắm nghe chưa? Ồ, tại vì con người ta có lúc tu được, có lúc tu không được. Cái lúc tu được nó háo hức, nó nhìn thấu, nó buông xả. Nhưng mà lúc tu không được á là đâu nó khổ. Mà nó khổ rồi, nhà đất cũng bán rồi. Mà bây giờ mình lo cho Tam Bảo rồi, mình làm việc hết trơn rồi. Nó là công đức vô lượng. Cái công đức đó có khi cái nghiệp chướng nó chưa có giải. Cái nghiệp chướng chưa có giải thì phước đức này nó chưa có phát. Bây giờ làm rồi, nó có rồi nhưng mà nó chưa có phát. Cái nghiệp này phải tiêu nó mới phát ra. Thì bắt đầu là họ thối tâm. Họ thối tâm bắt đầu là lúc đó tiền bạc không có, nhà không có, của không có. Rồi sao? Này phải nguy hiểm không? Có. Nghe không? Nên thí dụ như mình làm với cái khả năng của mình. Và nếu như có mình thì không sao. Nhưng có con cái gia đình đồ này kia là cái chuyện này, cái gì rõ ràng cái này nghe. Mình đi tu là mình lo mình đi tu. Còn cái chuyện đất đai của cải thì cái phần nào rõ ràng phần nấy. Chứ không có được đụng chạm tới con việc sạch hết trơn đâu. Vì lỡ có chuyện gì gia đình mình sao đây? Thấy không? Nó có một cái cô kia ở gần cái ngôi chùa. Lúc mà cổ đi vô chùa quý vị, cổ mua một cái cốc, xong cổ đưa tiền cho ông thầy hết trơn luôn quý vị. Cuối cùng cái chùa đó nó không ổn định. Cái chùa không ổn định, cô đi ra ngoài, cô ở, rồi ông thầy ông hứa sau này ông cắt cái cốc cho. Cuối cùng ra ngoài cái không có cuộc sống ổn định. Hai mẹ con điên luôn quý vị. Cái đi ra ngoài đường ngồi xe tay xin tiền người ta. Phật tử đến gặp Như Đức nói trời ơi thầy ơi đúng là thê thảm thế ghê thầy. Bây giờ xe tay xin tiền người ta, Như Đức nói cái ông thầy đó cũng có tiền nhiều lắm mà tại sao mà không giải quyết giùm cho người ta, để người ta vậy coi làm sao được. Để vậy kỳ dữ lắm. Người bình thường mà mình còn thấy vậy, mình còn thấy thương tâm, mình giúp. Không chi người đã từng cúng dường cho mình mà người ta làm vậy không có được. Không có để gì được đâu. Cố gắng giúp giùm cho người ta. Nó thí dụ như trong chùa rồi xung quanh chùa rồi Phật tử đâu. Rồi quý thầy trong chùa rồi phải nêu lên thẳng cho cái vị chủ trì nghe. Đừng có để gì. Mình để gì người ta kêu kêu Phật pháp chết. Có không có được. Nó nên cái chuyện mà quý vị đi tu nhớ nha quý vị. Cái chuyện cúng dường là cúng dường chứ đừng có đem mà cả gia tài đem đi sạch nhách dân chưa có biết cái sự tu của mình sao. Mà cả cái ngôi chùa kia mình cũng không biết nó làm sao. Có khi lúc thịnh lúc si. Hiểu chưa? Lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao? Nên không? Mà chúc quý vị an lạc nha. Ai với đâu còn? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh